إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تسليما كثيرا. Những chay tháng Ramadan phát triển trong con người tinh thần thực sự về xã hội, về sự đoàn kết, về tình anh em và về sự bình đẳng trước Allah, Thượng Đế tối cao và toàn năng. Tinh thần này là sản phẩm tự nhiên của thực tế rằng khi mọi người nhịn chay, họ cảm thấy rằng họ đang tham gia vào toàn bộ xã hội những người Muslim trong việc tuân thủ cùng một nghĩa vụ, theo cùng một cách, đồng thời vì những động cơ và mục đích giống nhau. Không một nhà xã hội học nào hay sử học nào có thể nói rằng đã có bất kỳ thời kỳ lịch sử nào đó có thể so sánh được với thể chế Islam hùng mạnh này, đó là nhịn chay trong tháng Ramadan. Nhịn chay là gì? Nhịn chay của người Muslim trong tháng Ramadan khác với việc ăn chay của các tín ngưỡng khác như thế nào? Tại sao một người lại hành hạ cơ thể của mình? Cuối cùng thì bạn thực sự thu được gì từ việc nhịn chay? Đây là một vài câu hỏi mà một số người không theo đạo Islam thường hỏi một số người Muslim. Thường là vì họ bị cuốn hút bởi việc thực hành đạo Islam một cách đầy tinh thần và đức tin của người Muslim. Và có lúc họ không khỏi xót xa và thương cảm cho những người Muslim. Họ nghĩ tại sao con người phải chịu cảnh đói và khát như trong Islam. Nếu bạn là người Muslim, thì chắc chắn bạn cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên khi ai đó có quan điểm tiêu cực như thế về quy định nhịn chay của Islam. Nhịn chay trong tiếng Ả Rập được gọi là Saum hoặc Siam, có nghĩa đen là được nghỉ ngơi. Nhịn chay trong tháng Ramadan, tháng 9 âm lịch của Islam, là một trong năm trụ cột mà ngôi nhà của Islam được xây dựng trên đó. Trong tháng này, mọi người Muslim khỏe mạnh được yêu cầu nhịn ăn, nhịn uống hàng ngày từ bình minh cho đến hoàng hôn. Người Muslim nhịn chay tất nhiên là vì để phục tùng mệnh lệnh của Allah, Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật, là để tìm sự hài lòng và thương xót nơi Ngài. Đây là ý nghĩa chủ yếu nhất và là lý do hàng đầu của người Muslim trong việc thực hành nhịn chay Ramadan của mình. Tuy nhiên, ngoài ý nghĩa và lý do này, còn có những ý nghĩa và những lý do khác thôi thúc người Muslim nhịn chay. Thì sau đây là 12 giá trị hoặc 12 lý do để nhịn chay Ramadan. Lý do thứ nhất, đó là để phát triển tâm tánh và đạo đức. Nhịn chay là một thể chế để nâng cao phẩm chất đạo đức và tinh thần của con người. Mục đích của việc nhịn chay là giúp phát triển khả năng tự kiềm chế, tự thanh lọc, ý thức về Thượng Đế, lòng trắc ẩn, tinh thần quan tâm và chia sẻ, tình yêu nhân loại và tình yêu dành cho Thượng Đế. Ăn chay là một phong tục phổ biến và được tất cả các tôn giáo trên thế giới ủng hộ. Tuy nhiên, ăn chay của Islam mang một số hạn chế hơn những tôn giáo khác. Nhịn chay của Islam trái ngược với việc chỉ nhịn đói hoặc tự chối bỏ bản thân là một hành động tôn thờ và vâng lời Thượng Đế, tạ ơn Ngài và rèn luyện tinh thần và tự kiểm tra bản thân. Lý do thứ hai để nhịn chay đó là suy ngẫm về bản thân. Tháng Ramadan cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi và cung cấp cho chúng ta cơ hội hiếm có để suy nghĩ về bản thân mình, tương lai và gia đình của chúng ta. Đó là thời gian để cho bản thân chúng ta nghỉ ngơi, tinh thần và tạm thời quên đi hàng trăm lo lắng và bộn bề cũng như những căng thẳng mà chúng ta thường xuyên phải đối mặt. Trong thời đại bận rộn ngày hôm nay, Ramadan là thời gian quý giá để suy ngẫm về cuộc sống của chúng ta trên cơ sở cá nhân. Là một điều xa xỉ và rất cần thiết. Đó là một tháng độc đáo để tự phân tích và kiểm tra đạo đức và tinh thần trách nhiệm của chúng ta đối với đời và đạo. Lý do thứ ba để chúng ta nhịn chay đó là phát triển lòng nhân ái. Nhịn chay khắc sâu trong chúng ta tính kiên nhẫn, lòng vị tha và lòng biết ơn. Khi nhịn ăn, nhịn uống, chúng ta cảm nhận được nỗi đau của sự thiếu thốn và đói khát, và chúng ta học cách kiên nhẫn chịu đựng nó.
Giá trị của trải nghiệm mạnh mẽ này trong bối cảnh xã hội và nhân đạo là chúng ta nhanh hơn nhiều so với bất kỳ ai khác trong việc thông cảm với những người bị áp bức và thiếu thốn trên khắp thế giới và đáp ứng nhu cầu của họ. Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, vị Nabi cuối cùng mà Thượng Đế cử phái đến cho nhân loại, nói: "Đây là tháng để thăm hỏi người nghèo, người bệnh và người nghèo khổ, để chia sẻ nỗi buồn cho họ. Đó là tháng mà lương thực, thực phẩm và thu nhập của một người Muslim tin tưởng tăng lên và họ được ban phước." Thiên sứ của chúng ta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam là một người đàn ông nổi tiếng với những mục đích nhân đạo cao cả, vì công bằng xã hội và là người đầu tiên đáp ứng nhu cầu của người khác. Mặc dù thực tế người sống rất giản dị và khiêm tốn, chỉ trong thời gian cố gắng như Ramadan, chúng ta mới có thể suy ngẫm về tình trạng của những người trên thế giới này, những người có thể không may mắn như chúng ta. Lý do thứ tư để nhịn chay đó là chúng ta sẽ phát triển được khả năng thích ứng. Nhịn chay trong tháng Ramadan cho phép chúng ta nắm vững nghệ thuật quản lý thời gian và khả năng thích ứng thuần thục. Chúng ta có thể dễ dàng hiểu điểm này khi nhận ra rằng nhịn ăn, nhịn uống khiến con người thay đổi toàn bộ cuộc sống hàng ngày. Khi họ thực hiện thay đổi, họ tự nhiên thích nghi với một hệ thống và lịch trình mới, đồng thời di chuyển để đáp ứng các quy tắc. Điều này về lâu dài sẽ phát triển trong họ một ý thức khôn ngoan về khả năng thích ứng và sức mạnh tự tạo để vượt qua những khó khăn khôn lường của cuộc sống. Một người coi trọng khả năng thích ứng mang tính xây dựng, quản lý thời gian và lòng can đảm cũng sẽ đánh giá cao tác dụng của nhịn chay về mặt này. Lý do thứ năm để nhịn chay, đó là nhịn chay giúp chúng ta nuôi dưỡng tình yêu. Tháng Ramadan là tháng nuôi dưỡng trong chúng ta nguyên tắc yêu thương chân thành. Bởi vì khi chúng ta tuân theo thể chế nhịn chay, chúng ta làm điều đó vì tình yêu thương sâu sắc đối với Allah, Thượng đế của vũ trụ và muôn loài, Thượng đế đứng toàn năng. Và một người yêu thương Thượng đế thực sự là một người biết tình yêu là gì và tại sao mọi người trên trái đất này phải được yêu thương và đối xử công bằng vì Thượng đế. Lý do thứ sáu để nhịn chay đó là nhịn chay giúp chúng ta nâng cao tinh thần. Nhịn chay nâng cao tinh thần con người và nâng cao nhận thức của chúng ta về Thượng đế. Nhịn chay củng cố sức mạnh ý chí của chúng ta khi chúng ta học cách vượt lên trên những ham muốn thấp kém của mình. Thể chế nhịn chay vừa là duy nhất, vừa là một kinh nghiệm được chia sẻ trong lịch sử nhân loại. Ngay từ thuở sơ khai, con người đã phải vật lộn để làm chủ bản thân, thể chất và tâm lý, đó là cơ thể và cảm xúc của mình. Đói khát là một trong những thôi thúc mạnh mẽ nhất mà chúng ta trải qua. Vì vậy, khi một người cố ý phủ nhận điều gì đó đối với bản thân họ mà họ khao khát, họ đang nâng tâm trí của họ lên trên cơ thể, lý trí và ý chí của họ lên trên đam mê xác thịt của họ. Một người nhịn chay làm trống dạ dày của mình mọi thứ vật chất, mục đích là để lấp đầy tâm hồn mình bằng sự bình an và phước lành, để lấp đầy trái tim bằng tình yêu và sự cảm thông, để lấp đầy tinh thần bằng đạo đức và đức tin, để lấp đầy tâm trí bằng sự khôn ngoan và quyết tâm. Người có thể cai trị mong muốn của họ và làm cho họ làm theo ý họ muốn là người đã đạt được sự xuất sắc thực sự về mặt đạo đức và tinh thần. Lý do thứ bảy để nhịn chay đó là nhịn chay giúp chúng ta tăng cường sự ngoan đạo. Trong tháng Ramadan, nhiều người Muslim cố gắng tránh xem TV, nghe nhạc và một số hoạt động giải trí khác. Điều này khiến họ có nhiều thời gian và năng lượng hơn để dành cho các hoạt động hiệu quả hơn như học tập, nghiên cứu sâu về Islam, lễ nguyện Salat Sunnah, các nguyên nhân xã hội và nhân đạo và thời gian chất lượng với gia đình. Thì đây là một lời nhắc nhở về bổn phận của chúng ta đối với Allah, mục đích của chúng ta và các giá trị cao hơn trong cuộc sống. Như chính Allah đã mô tả mục đích của việc nhịn chay khi Ngài phán: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người ngoan đạo. Lý do thứ 8 để nhịn chay, đó là nhịn chay giúp chúng ta phát triển lối sống lành mạnh.
Nhịn chay có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta. Thời gian, độ dài và bản chất của nhịn chay theo cách thức của Islam đều góp phần vào hiệu ứng tích cực tổng thể của nó. Một trong những lợi ích y tế là sự nghỉ ngơi, rất cần thiết cho hệ tiêu hóa. Việc giảm lượng thức ăn trong ngày cho phép cơ thể tập trung vào việc loại bỏ các độc tố có hại trong chế độ ăn uống được tích tụ như các sản phẩm phụ tự nhiên của quá trình tiêu hóa thức ăn trong suốt cả năm. Độ dài của việc nhịn chay khoảng 8 đến 10 giờ hoặc nhiều hơn đồng bộ với thời gian vận chuyển của thức ăn từ miệng đến ruột già, đảm bảo rằng không có kích thích nào đến dạ dày hoặc hệ tiêu hóa khi thức ăn vẫn còn trong cân bằng nội môi. Do đó, đối với đại đa số người khỏe mạnh, việc nhịn ăn không gây ra rủi ro về mặt y tế nào, mà trên thực tế, nó mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, chẳng hạn như tăng lượng magie huyết thanh, chất cần thiết cho sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa các biến chứng tim, cải thiện chất lượng và độ sâu của giấc ngủ, cải thiện trí nhớ và chậm lão hóa da, tăng sản xuất hormone tăng trưởng, vân vân. Ngoài ra, như một lưu ý chung thì người ta đã quan sát thấy rằng những con vật được cho ăn thiếu chất sẽ sống lâu hơn những con được cho ăn nhiều và ít bị bệnh hơn trong suốt cuộc đời của chúng. Lý do thứ 9 để nhịn chay đó là nhịn chay giúp rèn luyện đạo đức. Tháng Ramadan cung cấp cho chúng ta một loại chương trình đào tạo, đó là một tháng rèn luyện đạo đức căng thẳng. Vì chúng ta biết rằng nhịn chay là nghĩa vụ đặc biệt do Allah Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật quy định. Chúng ta biết rằng bất kỳ tội lỗi nào cũng có thể làm hỏng hồ sơ của chúng ta về nghĩa vụ nhịn chay đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vì vậy, chúng ta cố gắng hết sức để đảm bảo rằng mình đang có hành vi tốt nhất của mình. Nhiều người trải qua việc nhịn chay trong tháng Ramadan cảm thấy tác động của việc luyện tập cường độ cao này đối với thói quen của họ và nhận ra sức mạnh của công cụ biến đổi này được thiết kế để biến chúng ta thành con người tốt hơn, mục tiêu cuối cùng của bất kỳ bài tập tinh thần nào. Thì toàn bộ bầu không khí của Ramadan cung cấp động lực cho sự thay đổi tích cực này. Lý do thứ 10 để nhịn chay đó là nhịn chay giúp chúng ta ý thức về sự sống và cái chết. Nhịn chay Ramadan làm cho chúng ta nhận ra thực tế của sự sống và cái chết. Việc nhịn ăn, nhịn uống trong Ramadan khiến chúng ta nhận ra cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào những thứ mà chúng ta thường coi là đương nhiên. Nó làm cho chúng ta suy nghĩ về sự phụ thuộc của chúng ta vào Thượng Đế, vào lòng thương xót và công lý của Ngài. Hơn nữa, nó nhắc nhở chúng ta về cuộc sống sau khi chết. Bản thân nó có tác động lớn đến tính cách và thế giới quan của chúng ta. Lý do thứ 11 để nhịn chay đó là nhịn chay giúp chúng ta kết nối với kinh Quran. Ramadan là một tháng hồng phúc vì một lý do đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Đó thực sự là tháng mà Allah đấng nhân từ lần đầu tiên mặc khải thông điệp và sự hướng dẫn cuối cùng của Ngài cho nhân loại qua thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam yêu quý của chúng ta. Thông điệp này đã được lưu giữ một cách hoàn hảo cả bằng lời nói và văn bản dưới một dạng cuốn sách được gọi là Kinh Quran. Do đó, những tín đồ Muslim cố gắng đọc và nghiền ngẫm về Kinh Quran trong tháng này, đặc biệt là đánh giá cuộc sống của họ theo các tiêu chuẩn và hướng dẫn có trong đó. Và lý do thứ 12 để nhịn chay, đó là Ramadan, nhịn chay Ramadan có một ngày lễ Tết. Thì sau khi tháng Ramadan kết thúc, người Muslim có một ngày lễ quan trọng, đó là Eid al-Fitr, hay còn gọi là ngày Tết xả chay. Thì đây là một ngày để tạ ơn Allah subhanahu wa ta'ala về phước lành và sự huấn luyện mà Ngài đã ban cấp cho chúng ta trong suốt tháng Ramadan. Eid al-Fitr được đánh dấu bằng một buổi lễ nguyện Salat tập thể trong những bãi rộng tại một trung tâm Islam hoặc tại các masjid, và bằng cách bố thí một lượng nhỏ lương thực cho người nghèo trong cộng đồng được gọi là Zakat al-Fitr. Người lớn cũng thay mặt cho trẻ em của họ quyên góp phần bố thí này. Thì trong ngày này, sau buổi lễ nguyện Salat, những người Muslim sẽ có những bữa tiệc gia đình, những bữa tiệc bạn bè, đi chơi gia đình. Ngoài ra, người Muslim cũng có thể tổ chức hội chợ, triển lãm và các hình thức từ thiện trong ngày này. Tóm lại,
Mặc dù mục đích thực sự của thể chế năng động của nhịn chay là rèn luyện tâm hồn và hành vi đạo đức của chúng ta, đồng thời phát triển lòng cảm thông với những người kém may mắn, nhưng nó là một công cụ đa chức năng và toàn diện để thay đổi trong các lĩnh vực khác nhau của chúng ta trong cuộc sống, bao gồm xã hội và kinh tế, trí tuệ và nhân đạo, tinh thần và thể chất, riêng tư và công cộng, cá nhân và chung, bên trong và lẫn bên ngoài. Dần dần, tất cả nằm trong một. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hướng dẫn và soi sáng, bởi Ngài là đấng hướng dẫn và soi sáng ưu việt. Cầu xin Ngài phù hộ những người Muslim, đám bề tôi của Ngài, hưởng trọn vẹn phúc lành của Ramadan mà Ngài đã ban cho. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.